你好, bây giờ là bài 57 tương với phần 4 bài 24 quyển 2. Tỉ 57课. Hãy nói chiều thứ hai Nguyên Văn là thứ hai chiều. Thứ 7下午. Thứ 7下午. Bây giờ là cách nói chưa đến Nguyên Văn là không có đến mấy yêu lái mấy lái đây là cách phủ định động từ trong hiện tại và quá khứ có lúc gì là chưa có lúc gì là không đã không sao chưa ăn cơm sớm mà mấy chưa phản sao còn chưa ngủ sớm mà khái mấy suy chảo?

trong bài này còn dịch là nhờ bảo. Mẹ bảo mình về nhà. Mama rằng ổ khuế cha. Mama rằng ổ khuế cha. Mary bảo em, Mary nhờ em. Mà lì rằng ổ. Mà lì thấy ơi Mary nhờ em. 老师玛丽让我。老师玛丽让我。Xin nǐ hãy nghe và nhắc lại. 请求。请。请。假。 Già. Chính giả chính giả Từ này cũng là động từ ly hợp, bổ ngữ chỉ thời gian hay số lượng, thường đặt ở giữa. Xin nghỉ một ngày, nguyên văn lá, xin một ngày nghỉ. Chính ý thiên giả Chính ý thiên giả 新年开外，请两天假，请两天假。心里末端，请一个星期假，请一个星期假。感谢心里 还没请假，还没请假。请 nghỉ một cái，nguyên văn là xin cái nghỉ。请个假，请个假。giúp mình xin nghỉ cái，帮我请个假。 帮我请个假。请 n cho bạn ấy một cái。给他请个假。给他请个假。Mary nhớ em, x i cho bạn ấy cái ạ。玛丽让我给他请个假。 Mà ly hỏi lại mary sao chưa đến mà ly怎么没来 mà lái thế ơi mary nhờ em xin nghỉ cho bạn ấy cái ạ à? 老师，玛丽让我给她请个假。老师，玛丽让我给她请个假。bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. còn lấy cái khác nữa. 还要别的。 số điện thoại điện thoại khảo mã nhẹ nặng chiêng trồng lâu lắm không gặp hảo chiều bố chiền giám đốc chiêng lý 练马加代六。上网查资料。你恩你。休息。细歌。阿姨。迪苏里。去旅行。 Dùng mình tưới hoa. Mau ngồi trao hoa. Đương nhiên là được. Tăng rán khứ ý. Tốt nghiệp đại học. Tả chế bì yể. Ngày mấy tháng mấy? Chí yuệ chí hào. 替尔放过命。就在我的房间。Bu sáng có hai tiết học. 上午有两节课。Mỗi buổi sớm ngủ. 十一点睡觉。Phải đem cơm trưa. nhào cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ, cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ, ở phía Tây thư viện。vui tại phía đông là nơi nào? Phía đông là đông là địa phương gì? Đông bên是什么地方? Chủ nhật. .星期天. Đã rất muộn rồi. 已经很晚了 Người lái xe taxi. chu du trưa sư chi. Ngồi xe số 375. rùa san chi ủ lủ trưa. Mua vé cho tôi. Cái uống mái pheo. Thôi, có mỗi một tệ. Nguyên văn là thôi rồi đi, mới một tệ. Xoạn là bà, cháy khoải. Tuần sau đi báo danh. Xà sinh chi chú bảo miếng. Bắt đầu lên lớp. Khai sử sẵn cửa. thứ hai, tư, sáu, thứ ba, thứ năm, nói lại một lượt nữa, giải suối biển, không hiểu là ý gì, 不懂是什么意思 mỗi lần một tiếng đồng hồ. Mấy Sao chưa đến? Giấm Nhớ em xin nghỉ cho bạn ấy cái. Rằng